Chào các em. Trong phần video hôm nay thầy hướng dẫn các em, những em nào, đặc biệt những em nào mà không biết xác định sơ số quá, thì thầy hướng dẫn đây thì chúng ta không cần thuộc quy tắc nào hết, chỉ cần sử dụng cái máy tính. Thầy hướng dẫn chúng ta là bấm máy tính xác định sơ số quá, chỉ cần nhìn theo thầy thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi đối với một số trường hợp không cần bấm máy tính, đó là trường hợp quá dễ. Không phải trường hợp mà cũng bấm à. Chẳng hạn như đối với đơn chắc nè, số quá đơn chắc bằng 0 à, 0 0, mấy chữ này thì bắt buộc chúng ta phải biết 0 à. Y ông thì bằng điện tích y ông, trừ 2 bằng điện tích y ông, cộng 3 0 à. Đơn chắc là 0 thì 0, cái này là trừ 1 à. Rồi vậy là mấy trường hợp này bắt buộc chúng ta phải biết. Đơn chắc thì bằng 0 à. Y ông đơn nguyên tử thì bằng điện tích y ông đó à. 2 trừ là trừ 2, 3 cộng là cộng 3, vậy thôi. Trường hợp này bắt buộc chúng ta phải biết nha. Rồi các trường hợp còn lại thì chúng ta sử dụng, chúng ta bấm máy tính nha. Chúng ta sử dụng máy tính. Rồi để bấm máy tính được thì chúng ta phải nắm được như thế này. Trong hợp chất thì hydro là cộng 1, chẳng hạn thì hợp chất này hydro là cộng 1, oxy là trừ 2, được chưa? Hydro cộng 1, oxy trừ 2. Sau đó chúng ta xác định lưu huỳnh, thầy hướng dẫn chúng ta bấm máy tính. Thì do máy tính thầy nó bị hơi đứt nét tí xíu này, mấy em nghe thầy nói nha, bấm theo thầy. Rồi chúng ta bấm như này, một này nghe. Rồi hãy dẫn thu nhỏ lên tí xíu, chúng ta thấy thầy bấm luôn. Rồi một, được chưa? Chúng ta bấm một nhân hai, lưu huỳnh đang tìm là ít nha, cộng ít nha, cộng ít đó. Rồi oxy trừ 2, trừ 2 nhân 4 bằng 0 nha, trong hợp chất bằng 0, xếp xô bằng vậy ra 6 nha. Ra 6 là chúng ta ghi cộng 6 nha, đó là cách tính đó nha. Rồi nè, đọc lại cái phép tính nè, trừ 1 nè, trừ 1 nè, chúng ta sẽ được trừ 1 nhân 2, chúng ta đang tìm là cộng ít nè, cộng ít, tiếp tục bấm trừ 2, trừ 2 đây, nhân 4 bằng 0, xếp xô bằng, nó giải chúng ta nè, bằng 6. Rồi tiếp tục, ở đây làm gì làm, chúng ta phải biết là hydro là cộng 1, trong hợp chất hydro cộng 1, oxy là trừ 2 nha, hydro cộng 1, oxy trừ 2, bây giờ bấm đây nha. Đặc biệt những phép tính thì thầy hướng dẫn cho mấy em nào mà yếu nó không biết đường làm đó, thầy sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết, không hiểu cứ để lại cái phần thắc mắc với phần bình luận thầy hướng dẫn. Rồi chúng ta bấm như này, một hydro là một nè, ở đây có số 1 có nha, một cộng ít nitơ chúng ta đang tìm, cộng ít à. Tiếp tục oxy nè, trừ 2, trừ 2 nhân 3, được chưa? Trừ 2 nhân 3 bằng 0, hợp chất thì bằng 0, được chưa? Xếp xô bằng à, thì ra số 5 à, kết quả là số 5 đó. Rồi chúng ta ghi ở đây là cộng 5 à, đơn giản nha. Tiếp tục H3O4 thì hydro là cộng 1, oxy là trừ 2. Rồi chúng ta bấm tiếp tục à, cộng 1, 1 nhân 3 à, có 3 hydro nè, 1 nhân 3, được chưa? Phát pho đang tìm để chúng ta cộng ít đó, cộng không có dấu cộng, trừ 2 nha. Tiếp oxy là trừ 2 nhân 4 à, cho nó bằng 0, trong hợp chất bằng 0, bằng 0, xếp số bằng à, chị tiếp tục ra cộng 5 nha, chúng ta ghi vô đây là cộng 5, được chưa? Đó là cái bóng. Bây giờ tới y ông,
đây là y âm, bên này học bốn cộng. Thì cách bấm y âm cũng tương tự thôi. Chúng ta cũng phải biết hero là cộng 1. Hero cộng 1 vậy chúng ta tìm meter ha. Còn cách chúng ta tìm meter như thế này. Rồi. Meter chúng ta gọi là x. Nha, x. Cộng 1 nhân 4 này có 4 hero cộng 1 nhân 4, 1 nhân 4. Được chưa? Thì bấm chi tiết là đang lại không bấm số 1 được. Bây giờ trong y âm bằng, thay vì nãy bằng 0, bây giờ chúng ta bằng cho bằng điện tích nè. Dấu cộng là 1 cộng là bằng 1. À, shift, so, bằng ra trừ 3, chúng ta ghi trừ 3. Đây là số trừ 3 đây. Đó là cách bấm máy tính nha. Cho dù yếu cỡ nào biết bấm máy tính là làm được nha. Trừ khi nào mà không biết bấm máy tính nữa là thầy bó tay luôn nha. Rồi trong y âm này CO3 2 trừ. Vậy là oxy là trừ 2. Oxy là trừ 2 nha. Rồi nhiệm vụ chúng ta tìm carbon, chúng ta gọi nó là x. À, vậy gọi nó là x. Chúng ta sẽ bấm là x. X. Ra. Gọi x thì bấm x. X. À, oxy trừ 2 có 3 oxy nhân 3. À, bằng. À, ion trừ 2 là bấm trừ 2 bằng trừ 2. Trong ion chúng ta bấm bằng ion đó. Shift so bằng. Rồi ra số 4 gì là chính là cộng 4. Cộng 4. Rồi. Tương tự x 4 2 trừ. Oxy cũng là trừ 2. À, trừ 2. Rồi chúng ta xác định lưu huỳnh. À, lưu huỳnh chúng ta gọi là x. Vì lúc này chúng ta bấm là x. À, trừ 2 đây. Trừ 2 có 4 oxy nhân 4. À, bằng điện tích trừ 2 bằng trừ 2. Shift so bằng ra 6. À, vậy là cộng 6. Cộng 6 rất là dễ em. Em biết bấm nó tính là làm được. Rồi tiếp tục H2B4 trừ. Vậy là đây là hero là cộng 1. À, oxy là trừ 2. Nhiệm vụ chúng ta đi tìm phốt pho ở đây. À, tìm phốt pho cứ bấm bình thường. À, hero cộng 1, 1 nhân 2 là có 2 hero nè. Phốt pho đang tìm là x. Yeah, cộng x. Cộng x đó. Oxy trừ 2 có 4 oxy vậy trừ 2 nhân 4. À, ion 1 trừ vậy là bằng trừ 1. Shift so bằng. Rồi ra số 5. À, vậy là cộng 5. Đối trường hợp này là cộng 5 nha. Đó. CrO4 2 trừ. Cho dù ion nó lạ cái nào kệ ha, người ta cho sao bấm gì. Nha. Oxy là trừ 2. À, trừ 2. Chúng ta đang tìm CrO vậy là x. X. Được chưa? CrO4. À, O4 là trừ 2 cộng trừ 2 nhân 4 bằng điện tích là 2 trừ là trừ 2. Shift so bằng cộng 6. À, ra 6 là gì? Cộng 6. Vì là tất cả chúng ta chỉ cần bấm máy tính là được thôi, không có gì. Rồi tiếp tục, chắc là hơi dài xíu. Em nào biết làm cái mẹo xác định rồi thì dễ. À, không biết mẹo xác định cứ làm thôi thầy. Vậy chúng ta sẽ được oxy là trừ 2. Sắt trong hợp chất này quá trị 3 em. Quá trị 3 do đó là cộng 3. À, cái mẹo xác định thì đã chỉ rồi. Kim loại thì bằng quá trị của nó, mang dấu dương. Rồi, như vậy chúng ta còn xác định lưu huỳnh. Do đó chúng ta phải bấm máy tính nha. Bấm chắc này hơi dài tí xíu. Rồi, như sắt ở đây cộng 3, chúng ta bấm 3. À, chịu khó nhìn này máy tính thì nó bị đứt nét. 3 nhân 2 nha. 3 nhân 2. Lưu huỳnh chúng ta gọi là x. À, cộng x. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý. À, có 3 nhóm gì có 3 lưu huỳnh là x nhân 3 nha. Thì chúng ta có thể bấm là 3x. À, 3x. À, rồi. Oxy là trừ 2. Trừ 2. Có tổng cộng là 12 oxy nha. 4 x 3 12 oxy nè.
2 trừ 2 nhân 12. Rồi sau đó chúng ta cho nó bằng 0, tại vì trong hợp chất bằng 0. Rồi shift so bằng ra 6 nha. Đó, cho dù hợp chất khó như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn làm được bình thường. Vì lưu quỳnh đây là cộng 6. Đó, tương tự bên đây thì trong hợp chất này chúng ta sẽ biết được là số số hóa của oxy là trừ 3. Trừ 3. Ê, thầy nhầm, số số hóa oxy là trừ 2. Trừ 2. Số số hóa của nhôm ở đây là cộng 3. Do quá trị 3 mang dấu dương, số hóa kim loại là mang dấu dương, cộng 3 quá trị của nó. Rồi như vậy chúng ta xác định nitơ. Rồi như ta bấm như sau, là cộng 3 là bấm 3. Có một nhôm thôi. Tiếp tục chúng ta gọi nitơ là ít, vậy là có 3 nitơ nghe, 3 nitơ, vậy chúng ta bấm 3x. 3x cộng 3x. Oxy là trừ 2. Trừ 2. Có tổng cộng 9 oxy nghe mấy em, 9 oxy. Nhân 9. Bằng 0. Hợp chất thì bằng 0. Rồi shift so bằng ra 5 nghe. Rồi vậy đây là số số hóa nitơ, đây là cộng 5. Rồi tiếp tục CO4, COSO4 thì ở đây oxy là trừ 2, oxy là trừ 2, đồng quá trị 2 nha, đồng quá trị 2, vậy đây là cộng 2. Rồi nhiệm vụ chúng ta còn xác định của lưu quỳnh, bấm máy tính như sau, chúng ta bấm là 2, đồng là 2, có 1, lưu quỳnh chúng ta gọi là ít, có 1 lưu quỳnh thôi, vậy bấm ít thôi. Oxy có 4 oxy, vậy là trừ 2 nhân 4. Rồi bằng 0. Xếp xô bằng 6 nha, vậy số số hóa lưu quỳnh nên là cộng 6. Rồi tương tự FeOH2 là, thì ở đây đối hợp chất này thì chúng ta biết oxy là trừ 2, biết hydro là cộng 1. Hợp chất này chúng ta khó bấm cũng được. Nhìn ở đây thì chúng ta biết quá trị của sắt. Sắt ở đây quá trị mấy? Quá trị 2, vậy là đây cộng 2. Nếu chúng ta bấm máy tính cũng được. Chúng ta bấm máy tính chẳng hạn như không biết sắt, chúng ta bấm máy tính như sao? Chúng ta bấm như thế này. Chúng ta giả sử chúng ta gọi sắt là ít. Vậy là chúng ta bấm ít. Oxy là trừ 2. Trừ 2. Có 2 oxy, vậy là nhân 2 lên. Hydro là cộng 1. Cộng 1. Có 2 hydro nha. Nhân 2 bằng 0. Bằng 0. Shift so bằng vậy nó ra cộng 2 đây. Đó. Chất tiếp theo BaSO4 thì ở đây chúng ta biết oxy là trừ 2. Ba là quá trị 2 cộng 2. Nhiệm vụ chúng ta còn xác định là lũ quỳnh. Chúng ta bấm máy tính. Cộng 2 là chúng ta số 2. Có 1, có nha. Lưu quỳnh chúng ta gọi là ít, chúng ta bấm ít. Oxy là trừ 2. Có 4 oxy, nhân 4. Trong hợp chất thì tổng số hóa bằng 0. Bằng 0. Tiếp số bằng 6, cộng 6. Cộng 6. Rồi K2CO3. Chúng ta có oxy là trừ 2. Có kali luôn luôn quá trị 1, vậy là cộng 1. Nhiệm vụ chúng ta xác định carbon. K2 vậy là kali cộng 1 là 1 nhân 2. Carbon chúng ta đang tìm. Chúng ta gọi là ít. Oxy là trừ 2. Có 3 oxy, chúng ta nhân 3. Trong hợp chất bằng 0. Trong hợp chất bằng 0. Shift so bằng, chúng ta ra 4, vậy đây là cộng 4. Thì đây là phương pháp thầy chỉ bấm máy tính cho những em nào mà gọi là không biết xác định số số hóa hết trơn. Có nghĩa là không biết xác định số số hóa thì chúng ta cứ bấm máy tính theo thầy. Ngoài ra còn có rất là nhiều mẹo mà thầy đã hướng dẫn trong các video trước rồi đó. Chẳng hạn như ở đây thầy có thể nhắc lại nè. Số số hóa trong các góc giống nhau luôn bằng nhau. Chẳng hạn chúng ta thấy góc R4 là lưu quỳnh cộng 6 nè. Chúng ta thấy góc R4 lưu quỳnh luôn cộng 6. Góc R4 là cộng 6 nè. Góc R4 cộng 6 nè.
được chưa, góc bắt đầu 4 cộng 6. À, trong các góc giống nhau thì số oxy hóa các nguyên tố nó như nhau, chẳng hạn như NO3 nè, nitơ cộng 5 nè, chúng ta kiếm NO3 coi. NO3 đây, nitơ cộng 5 này. Đó, đó là một số cái mẹo mà thầy đã hướng dẫn rồi. À, vậy qua cái video này thầy mong rằng những em nào mà không biết xác định số hóa và sợ xác định số hóa đó thì chúng ta phải xác định được để chúng ta còn cân bằng với số hóa khử. Rồi thầy chào các em.